Nam thanh niên đập phá xe máy sau va chạm đang bị điều tra trong hai vụ án. Nguyễn Mỹ Anh, 17 tuổi, đối tượng đập phá xe máy người đi đường sau va chạm giao thông được xác định liên quan đến hai vụ án cố ý gây thương tích. Liên quan đến vụ va chạm giao thông trên đường Trường Chinh, thuộc phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, Hà Nội, cơ quan công an đã tiến hành tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Mỹ Anh, 17 tuổi, trú tại phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Hồ sơ điều tra ban đầu xác định, trước đó, khoảng 12 giờ trưa ngày 24 tháng 9, Mỹ Anh đi uống nước cùng bạn tại một quán nước trên địa bàn quận Thanh Xuân. Trên đường di chuyển đến trước số 181 Trường Chinh, đối tượng đã điều khiển xe đâm vào chị N đi xe máy cùng chiều, hậu quả, Mỹ Anh cùng bạn và chị N ngã ra đường. Sau đó, Mỹ Anh đứng dậy xem bạn mình có bị thương nặng không thì nghe thấy tiếng người dân hô hoán. Biết được người phụ nữ đã xảy ra va chạm giao thông với mình đang mang thai, Mỹ Anh đã đi đến hỏi han tình hình và vẫy gọi xe taxi. Khi Mỹ Anh đang ngồi gần chị N thì anh Cường, tên nhân vật đã thay đổi, đi xe máy tiến lại gần hỏi han, bị anh Cường nói học sinh sao đi nhanh thế đâm vào người ta, Mỹ Anh liền chửi nhau với anh Cường. Tiếp đó, đối tượng lùi về sau lấy ra một gậy sắt, ba khúc, lao vào vụt liên tiếp ba phát vào anh Cường, khiến nạn nhân bỏ chạy, đồng thời, một người bạn đi cùng Mỹ Anh đã cầm gạch ném về phía anh Cường. Chưa dừng lại, trong lúc anh Cường bỏ chạy, Mỹ Anh đã dùng gậy sắt đập phá xe máy của anh Cường đang dừng ở sát giải phân cách, sau đó, đối tượng cùng nhóm bạn rời khỏi hiện trường. Đáng chú ý, mới đây, Nguyễn Mỹ Anh đã bị cơ quan công an ra quyết định khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú để điều tra liên quan đến hai vụ án cố ý gây thương tích ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.